quá đông rồi. Vô lớn rồi. Lát chưa thả vô cho anh. Rồi bữa nay 17 con, bữa nay chủ nhật à, dữ ha. 17 con rồi đó. Mấy giờ này mà 17 con rồi đó. Bữa nay chú ảnh rồi. Lắm chùm rồi. Chú đó rồi. Anh Mỹ cũng có luôn nè. Giờ nguyên bày không bắt rồi, không bắt rồi, gửi mẹ đó. Bà đó nguyên bày luôn không? Nguyên bày luôn. Đâu thấy ông chắc thao không? Giờ nó gặp đâu nó không bắt á. Do trời nó bắt à. Không chốt khỏi không?
Dìu này nhỏ xíu. Dìu này có 8 tấc. Một con đứt dây. Đứt. Gió nhẹ, giờ gió nhẹ. Không ai lũ đạn thả bên kia hả? Chưa ra mà. Rồi, chuẩn bị nha. Một con phẫn, một con cánh cốc. Đây, một con phẫn nữa. Đây các bạn đang gác một con diều sáu khủng đây. Sớm vậy? Tụi sáu lên sớm vậy? Hai bộ sáu. Bữa nay mang hai con luôn hả? Gió không đều nha. Quay hai con diều nhỏ hay chú Dũng? Nãy diều con mới cứu đứt diều ông nội. Tháo ra con dán này cũng được mà. Qua con dán hả? Con thấy dây bù vàng vàng giống ngày hôm qua luôn. Chú Dũng lấy chưa? Cái gì? Dây á. Cái cho đâu lấy? Trong cúp xe ông nội con á. Ồ, ai biết, ai dám sợ đó. Xíu vô đủ rồi, con lấy cho. Cho phải cho đàng hoàng chứ sao ai dám thò vô đó lấy. Khô ăn cắp sao? Xíu vô đủ rồi, con lấy cho. Nó chứ mình tay vô mà chưa thở. Ủa tay đâu ta? Không có, vô lục cắp xe không đó. Bố bò. Thank you.
Ừ, đây rác xong rồi còn vô sáo nữa nha, gắn sáo rồi thôi bây giờ mình quay đây kết thúc nha các bạn. Này rác hai con luôn, hai bộ sáo luôn.